Trong hai ngày 19 và 20 tháng 12, Hội đồng nhân dân thành phố Thuận An tổ chức kỳ họp thứ 11, khóa 12, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Tham dự kỳ họp có bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương. Thảo luận tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận đánh giá cao sự điều hành tích cực năng động của Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn để mạnh phát triển xã hội, đã đưa kinh tế địa phương tiếp tục phát triển ổn định trong năm 2023. Tốc độ tăng trưởng cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát. Đến nay, có 16 trên 19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng so với cùng kỳ. Đáng ghi nhận, công tác vận động người dân chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng, các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố được người dân đồng thuận cao, ước giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu đạt 97% kế hoạch. Thảo luận của các đại biểu tán thành với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội của Ủy ban Nhân dân thành phố đặt ra trong năm 2024 đề nghị Ủy ban Nhân dân tiếp tục quan tâm đồng hành tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tập trung điều hành giải ngân vốn đầu tư công, để nhanh công tác định giá và bố trí tái định cư để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp. Kỳ họp sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận và xem xét thông qua 6 nghị quyết quan trọng, trong đó có kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 vị giữ các chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu.